nhằm kịp thời hỗ trợ, đồng thời chia sẻ những khó khăn mất mát đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do cơn bão số 3, Công đoàn Than Nam Mẫu đã phối hợp cùng chuyên môn hỗ trợ mức 1,5 triệu đồng cho toàn thể cán bộ công nhân viên, trong đó 1 triệu đồng được trích từ quỹ phúc lợi của công ty, 500.000 đồng được trích từ nguồn quỹ công đoàn công ty. Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2024, số tiền hỗ trợ của công đoàn đã được chuyển về đơn vị, để các đơn vị phát tận tay cho người lao động. Số tiền hỗ trợ từ nguồn quỹ phúc lợi sẽ được công ty chuyển khoản cho người lao động. Cũng nằm trong các hoạt động chăm lo cho người lao động, trước đó công đoàn và chuyên môn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ tiền gia đình công nhân Trần Văn Trường, phân xưởng khai thác 13 bị mất do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Trong đợt bão số 3, toàn công ty có trên 200 gia đình có nhà bị ngập lụt nặng, nhà bị tốc mái và 2 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn. Công đoàn Than Nam Mẫu đang khẩn trương làm các thủ tục, đề nghị công đoàn TK về hỗ trợ và phối hợp cùng chuyên môn triển khai hỗ trợ để người lao động sớm ổn định nơi ăn chốn ở và tiếp tục công tác.